chung ăn, hợp chung ba miền. Mì ăn liền đậm đậm đà hương vị, nêm nước dùng thơm lừng tuyệt quá, tuyệt quá xa. Sợi mì ngon dai thì mua ngay mấy gói mì ăn liền. Lần đầu tiên xuất hiện mì Bắc Trung Nam mới, nay tăng cường thêm chất xơ tốt cho tiêu hóa.